Quan điểm ban đầu của chị là cần một người có đạo đức, còn tiền bạc thì ở đó là những chính thôi, đạo đức là mới 10, đúng không chị? Đúng rồi nha. Dạ, nếu mà không có nhà, không có nơi ở, về nhà chị ở, chị vẫn chấp nhận đúng không chị? Đúng. Dạ. Lời nói đầu tiên Cảnh mến chào quý khán giả thân yêu đã đến với kênh Hữu Cảnh Kết Nối. Thì hôm nay Cảnh có nhận được số điện thoại của chị Hương. Chị Hương hiện tại giờ đang ở tuốt ngoài Nam Định. Thì có nhờ Cảnh tìm cho chị một nửa mảnh ghép yêu thương. Giờ đây mong quý vị khán giả cùng theo Cảnh để nghe chị Hương tâm sự ha. Dạ, em chào chị ha. Chị chào em. Dạ, trước tiên chị cho khán giả một lời chúc tốt đẹp nhất hả chị Hương? Chị tự giới thiệu, chị là Hương, sinh năm 1979, chị đang sống ở Tân Nam Định. Dạ, chị sinh năm 1979 là chị năm nay là chị 46 tuổi hả chị? 45 tuổi À, chị ạ. 45 tuổi. Dạ, chị là chị tuổi Mùi. Chị tuổi Mùi đúng không chị? Chị tuổi mùi em Ừ, rồi tình trạng hôn nhân của mình sao chị, ngồi hơi xa xa em chút xíu ha. Rồi. Tình trạng hôn nhân chị là chồng chết. Chồng chị mất được mấy năm mà chị? Chồng chị mất vậy là đi được vậy là 3 năm em ạ. Dạ, 3 năm. Trong suốt quá trình 3 năm nay chị có tìm người nào mà hay có để ý ai không? Nói chung thì cũng nhiều người lắm em ơi, nhiều người cũng đến tìm hiểu lắm nhưng mà chị chưa hợp. Rồi, hôm nay chị tình cờ xem video của em, thấy số điện thoại là chị gọi cho em đó hả? Hôm nay chị cũng hay xem cái nick của em đó. Chị cũng là xem thì chị cũng thấy em là nói chung là em là chị rất ủng hộ kênh của em. Là chị thấy em là người là dẫn chương trình rất là ăn nó tư cách, rồi cái là tiếp xúc, rồi cái phỏng vấn là chị nghe là chị ưng lắm. Dạ. Và Rồi chị mình sống trong xã được mấy người con vậy chị? chị sống với ông xã thì chị được 3 cháu em ạ. À, 2 trai 1 gái. Hai cha một gái ha. Bao nhiêu tuổi hết rồi chị? 2 cháu lớn thì chị lo rồi, còn một cô con gái thì đang đi học lớp 8 em ạ. Dạ. Rồi hiện tại giờ chị muốn em tìm cho chị một người, thì một cái người đó đến với chị, về bên chị sống hay là chị về bên người ta sống vậy chị? Nói chung là chị thì làm sao cũng được em ạ. Nếu mà anh đấy là không có nơi nương tựa thì về nhà chị sống cũng được, mà nếu mà anh không muốn về thì chị cũng theo, chị dễ lắm. Dạ. Rồi trước khi chị đến với chương trình của em nè, chị có thông qua ý kiến của con của chị chưa? Nói chung là con chị thì cũng mong muốn em ạ. Hôm nay thì con cánh giữa đường thì con chị cũng bảo với chị là người mẹ non đi rời thì chúng con thì về sau cũng có gia đình. Bây giờ tuổi mẹ thì già cũng không già, trẻ cũng không trẻ. Bây giờ thì hôm nay thì mẹ còn trẻ thì con cũng thấy ngoài xã hội nhiều người thì cũng có cái giữa đường không may để đổ bệnh, cái bệnh của người phụ nữ ý. Dạ. Nó thiếu cái tình thương của người chồng che chở thì em nó vui cũng như nó buồn ý. Thì mẹ non có ai thì mẹ thì chúng con ủng hộ mẹ, các cháu cũng là các cháu cũng vui vẻ lắm, ai đến cũng vậy. Chị thì từ hồi anh mất thì cũng nắm người đến rồi hỏi rồi tìm hiểu, nhưng mà tính chị sống thì chị nói chung là chị chỉ cần là thứ nhất là con người có đạo đức hiền lành, có tâm có đức, còn là với lại làm điều thiện. Còn chị không thích những người là rượu chè uống be bét rồi không có điểm dừng. Còn tất nhiên thì người đàn ông thì cũng phải có chén rượu chén chè, có đôi thuốc, nhưng mà cũng phải có điểm dừng, còn nó ấy quá thì chị cũng khiếp lắm.
nếu mà nó nhẹ nhẹ quá thì thôi chị cũng nghĩ thôi, tốt nhất ở vậy cho nó lành, cô cũng không biết đi làm gì nữa. Nói chung là trong cuộc sống á, Thì bây giờ nè, em thường thường mà theo em được biết ha, những cái cuộc tình mà đã đổ vỡ rồi thì người ta đến với nhau nữa thì người ta càng nhất, cái người phụ nữ càng nhất là cái người đàn ông nó phải có kinh tế nè, có nhà cửa ổn định nè, hay là hoặc công việc ổn định nè. Rồi theo mà quan điểm sống của chị thì sao? à, chị không em ơi, nói chung là trong cuộc sống đó, tiền của ấy thì nó là cái nay còn nay hết, ai cũng quý thật, nhưng mà đối với cái con người của chị đó, chị thì cần là thứ nhất là đạo đức, sống có tâm có đức và biết chia sẻ ngọt bùi. Còn chị không tiền của thì nó cũng làm cho cái tóc hiện nay nó mọc ra, rồi mai nó hết rồi nó lại mọc ra. Nhưng mà thứ nhất là cái tâm cái đức của con người sống làm sao nó phải là ai cũng vậy, người chồng thì phải biết tôn trọng người vợ cũng phải biết lắng nghe vợ chồng, rồi phải biết chia sẻ lúc vui lúc buồn, lúc gặp nạn cho lúc gian nan, lúc bệnh hoạn cũng như lúc đau ốm, phải yêu thương và tôn trọng người chồng cũng vậy, người vợ suốt cuộc đời. Còn chị không thích là lấy người ta rồi, hay là mình cũng vậy, người ta cũng lấy người ta rồi thôi mà. À, có tiền thì vui vẻ, không có tiền thì rồi bỏ rơi người ta, không sống con người không, chị không có cái tâm vậy. Chị mong ước mơ của chị là bây giờ thì thôi, không may thì chị cũng có ngã giữa đường, thì cũng tìm đến một người là để là cho chị là một cái bờ vai, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc khó khăn lúc nghèo túng hay ốm đau, vợ chồng sát cánh bên nhau và giúp đỡ nhau đến hơi thở của cuối cùng. Như chị nói chung là của thì nói chung là của thì có thể làm ra, nhưng mà đối với chị thì chị không, của thì bảo là không cần thì nói là không đúng em ạ. Nhưng mà nó phải vào cái vị trí tiền ra tiền, là chồng ra chồng, vợ ra vợ, chứ không cái kiểu nào sống là chỉ coi cái đồng tiền hơn là cái người chồng hay cái người vợ, lúc nào cũng nghĩ thì tiền rồi vợ chồng rồi với nhau, thì đừng nên chỉ khiếp cái to tiếng là vợ chồng thì tắt đèn tối giờ đạp nhau, dù cơm rau hay là cơm canh thì vợ chồng vui vẻ là cái điều mong ước của chị. Và thì quan điểm sống là nói chung người phụ nữ đến với người đàn ông ai mà không muốn người chồng của mình lại có chút xíu về kinh tế, nhưng mà có tiền, biết rằng có tiền đó, nhưng mà quan trọng nhất là một điều sống phải có đạo đức, biết yêu thương, biết chia sẻ, thì cái điều đó chị mới cần, chứ còn ấy, có tiền mà không sống mà không có đạo đức chị cũng không có cần thiết nữa, đúng đúng không chị? Đúng em ơi, chị Rồi đúng như vậy đấy ạ. Dù mà chị xin lỗi có em đây, là cái buổi chia sẻ hôm nay là cái kệ xin lỗi cộng đồng mạng. Dù mà bắt đầu mà ai có đến với chị mà bảo là tôi đồng ý với cái điều kiện là giờ tôi có kinh tế mà tôi sống có tâm có đức, mà chẳng hạn như chị lấy về mà sống là không có tâm có đức, là chị cũng không chấp nhận tiền vậy, có tiền nữa xin lỗi đi chị cũng không cần đâu em ơi. Đấy thì ông trời sinh chị ra thì cái bản tính chị nó đã như vậy rồi. Còn chị bây giờ đi ở nhà phải ra xã hội mà chị thương lắm, chị không quản ngại gì đâu, Rồi. cái việc gì chị cũng làm, quý hồ chị không làm trái phép luật, là già ốm đau không có con cái ở bên cạnh chị sẵn sàng luôn, vui vẻ làm rồi đúng như là không có quản ngại một cái. Còn đi ra xã hội vậy, gặp những kẻ có đang đi lai nặng ở giữa đường mà gặp thấy người tai nạn rồi thì cũng phải ghé rửa 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 vào chỗ nào đó xuống mà nó ôm lấy người ta, rìu lấy người ta rồi muốn đến đâu lại. Chị là sống là cái tâm đức của chị là gì, cái tiền của chị không quan trọng nhưng mà tâm đức là chị phải đi hàng đầu. Với chị còn nói bảo là người sống mà không có tâm đức là chị cũng không cần đâu. Nói chung là tất thật là như vậy, có nào thì chị nói vậy, người thật tiền thật. Rồi chị cho em được biết là hiện tại giờ cái công việc của chị mà nghề gì ấy chị? À, trước thì chị là nghề buôn bán trái cây, giờ này là chị là đi bán trứng em ạ, đổ trứng mối rồi bán cho họ, bán trứng là bán lẻ
bán tất, chị là bán trứng. Thu nhập đó ổn không chị? Thu nhập thì tháng thì cũng phải được 10 triệu em ạ, bình thường đấy. Chị có quan điểm sống mà chị có kỵ người dùng miền không? Không em ơi, chị không quan trọng Bắc Trung Nam, chị không quan trọng gì, chị chỉ cần người, chị thì cầu mong cho cuộc đời chị còn lại không may số phận chị con ngang giữa đường, còn lại thì chị chỉ cần một người là hiền lành, có phúc có hậu, biết chia sẻ. Bây giờ chị nghĩ cái tuổi này rồi là cũng chẳng sống được mấy tí nữa, bây giờ là chị cầu mong là một người nào sống là tính đừng gia trưởng này, còn rượu chè uống thì uống có điểm giờ Chiều cao nè. đấy, là chị là cũng không cứ ngăn cấm những cái đấy. Đàn ông người ta phải có chén rượu chén chè nhưng Đúng rồi. mà phải uống thì nó phải có điểm dừng. Thế này, nhất là chị là cái tính chị nó lại khác người với em này, từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra là chị là chẳng hạn là chị đi bên một người chồng này là chồng chị còn sống như vậy, đi ở ngoài đường mà gặp thấy những người tai nạn hay tham mà bỏ chạy là chị không đồng ý đâu đấy. Với lại chẳng hạn như là những người là người ta là lớn tuổi mà chị chẳng hạn là đi làm đấy, là hay là cùng với họ đấy, là cái người bên cùng đi làm với chị là chẳng hạn cứ nói cái người già người nọ người ta rồi để cái kiểu ăn nói hỗn hào, không có cái biết tôn trọng những kẻ trên người dưới đó em, thì chị ghét lắm. Chị nói ngay, chị bảo Rồi. là không được như vậy, sống con người phải biết kính trên nhường dưới, mình phải biết tôn trọng những người già về sau này mình, rồi những đứa trẻ biết tôn trọng chị, nó là như vậy đấy. Còn chị sống một cái tư cách là ăn uống hay là trong gia đình cũng vậy, cái tiếp đón là bảo hay là cái nhà cái ngoại giao của chị nó nhanh, nó nhạy bén lắm, nó nhanh nhẹn lắm, chứ chị không cái kiểu mà tháng năm bước tháng 10 bước đâu, chị nói là chị nè đấy, chứ chị không sống cái kiểu nào cứ ngồi ăn rồi ề ra đấy, nhà cửa bẩn, chị thật chị khiếp bẩn lắm, nhà cửa hay từ con người cũng vậy, ăn mặc cũng phải theo cửa nhà rồi sạch sẽ gọn gàng. Với chị bảo là cái là ăn chơi bời, chị là cái người phụ nữ của gia đình nha, trước chị còn sống cũng vậy, cũng là một người là vừa là cha là mẹ, đến khi không may nào chồng chị trời cắt chúa cắt về đó thì chị bây giờ cũng là một người cha người mẹ trong gia đình của các con. Chị không biết ăn đi làm, biết đi làm về chợ búa, lúc nào đi không đi về lo no, việc trong gia đình, trồng cây này cấy cây kia rồi quấn xíu gia đình rồi trông nom nhà cửa rồi thật thì chị đúng như là vừa một người cha người mẹ như một người đàn ông, cái gì trong gia đình quấn xíu hay thắm thửa kiên thiết nào, các con như nào biết đồng tiền nào do bàn tay chị hết đấy, cho nên nó cái số nó vất vả vậy em ạ. Bây giờ thì thôi thì chị cũng biết là bây giờ thì không may thì con gái giữa đường cũng ai cũng vậy, con chim phải có cái tổ con người vậy, lúc khỏe mạnh lúc ốm đau em ạ đều có sự thật, từ lúc chồng còn sống thì được chồng vợ chồng rồi câu chuyện câu trò chồng mất đi chị ngơ ngác suốt đêm, chị có ngủ được đâu em, cứ ra đằng trước đằng sau các con ngủ rồi ra ngồi chỗ nọ bụi đốt rồi này, đứa chỗ kia nhiều đêm mắt trắng đêm rồi cứ thớ thẩn vậy thôi. Kinh tế thì con cái lo hết rồi có phải đâu cái gì đâu, cứ vậy thôi, cái tính kiểu Rồi. như là nó cảm nghĩ đó em. Thôi bây giờ em hỏi chị nè, chiều cao và cân nặng của chị được bao nhiêu nè? Chị thì chiều cao chị thì 1m62, nặng chị là 57 kg, lúc thì 55 lúc thì 57 kg. Chị bây giờ chị cần một cái người đàn ông đó độ tuổi khoảng bao nhiêu với mới phù hợp với chị? Chị á, chị cần một người đàn ông á từ 65 tuổi đổ lại cho đến 50. 65 đến 50. Vậy là bà theo quan điểm ban đầu của chị là cần một người có đạo đức. Còn tiền bạc thì ở đó là những cái chính thôi, đạo đức là mới 10, đúng không chị? Đúng rồi em. Nếu mà không có nhà, không có nơi ở, về nhà chị ở, chị vẫn chấp nhận đúng không chị? Đúng. Rồi. Bây giờ nè, em sẽ xin tóm tắt câu chuyện gì
Chị Hương năm nay là chị sinh năm 1979, năm nay được 45 tuổi. Thì chồng chị Hương đã mất cách đây đã được 3 năm. Thì trong suốt quá trình 3 năm nay chị chưa có tìm người nào để thích hợp. Thì hôm nay có nhờ tình cờ xem kênh của Cảnh, mới nhờ Cảnh mà tìm cho chị một người. Người đó không cần thiết phải giàu sang cho mấy, quan trọng người đó sống phải có tâm, phải có đạo đức, biết yêu thương, biết chia sẻ những gì mà vợ chồng chung sống nhau. Nhưng mà những cái trường hợp nào mà có cãi giả thì người nhịn tiếng, nhịn qua nhịn lại thì vợ chồng sẽ hòa ấm nhau, đúng không chị? Chị không yêu cầu người đó phải bỏ nhậu bỏ thuốc hút, thì cái đó quan điểm sống người ta ai cũng có chén chè chén rượu, cái đó chị không quan điểm vụ đó, chị vẫn chấp nhận mà, đúng không chị? Đúng rồi em. Dạ, thì nãy giờ mà anh nào chú nào mà có xem video mà thấy chị bày tỏ mà có cảm tình với chị, thử liên hệ qua cho Cảnh, Cảnh Cảnh sẽ kết nối cho hai người đến với nhau hả chị? Rồi, chị cảm ơn em. Dạ, bây giờ em xin hỏi chị một câu sau cùng, chị có cho phép em đăng hình ảnh nói chuyện lên mạng xã hội không? Chị đồng ý em ạ. Chị Dạ người thật việc thật. rồi, cảm ơn chị. Sau này bản thân của chị hoặc Vâng. con của chị không có quyền kêu em phải gỡ video này xuống ha. Không em ơi, chị người Dạ thật việc thật em ạ. Chị cũng soi nhà soi cửa, chồng chị chết em có cần chị gửi ý là cái giấy báo tử chồng chị đoàn hoàng, rồi căn cước em dạ cần chị đoàn hoàng. Chị ok người chị. thật việc thật. Dạ, Vâng. Cảnh cũng xin chúc cho cô chú và anh chị em ở gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em cũng xin chúc cho chị sớm tìm được ít chung nhân của mình hả chị? Chị cảm ơn em. Thôi thì là thì thôi thì trong chị cũng cảm ơn em trong buổi chia sẻ hôm nay, Dạ. là những cái nguyện vọng của chị đã nói lên trước cộng đồng mạng với lại em đây. Rồi chị cũng chúc cho em gia đình em có luôn luôn có một sức khỏe, thành công trong công việc và giúp đỡ những người còn mảnh đời còn đang ngắm nay như hoàn cảnh chị. Và cũng ngay em cũng xin chúc cộng đồng mạng, ông bà chú bác trên cộng đồng mạng có luôn có một sức khỏe, thành công trong công việc và hạnh phúc ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Thôi chị em mình tạm biệt khán giả Rồi, nha. chị chào em. Dạ, em chào chị.